Chương 161. Đại hội tranh đoạt Phù Loan. Trời vừa tờ mờ sáng, trên quảng trường Trung Xu Đường, lần lượt có vô số thân ảnh lục tục kéo tới. Có một số là đệ tử nội môn, một số là các thành viên khác của Hiểu Nguyệt Tông. Ngày hôm nay cũng không phải là tập hội của nội môn. Những người kéo tới đây càng ngày càng nhiều hơn. Ánh mắt từ trên đại điện Trung Xu Đường nhìn thẳng về phía thiên không. Ở trong tầng mây mù trên không, đang có một tòa cung điện màu xanh lam nhàn nhạt đang huyền phù trên đó. Hùng vĩ huyền bí, bên ngoài vờn quanh điện mang cùng mưa gió, phát ra một luồng khí tức xa xưa. Trong đám người, Triệu Phong và Lâm Phàm cũng chạy tới. Trong đó ánh mắt Triệu Phong dương mắt nhìn chằm chằm Phù Loan Điện. Hắn phát hiện ra đám điện mang kỳ quái xung quanh bốn phía Phù Loan Điện. So với mấy tháng trước, khí tức càng cường thịnh hơn. Ngày hôm nay chính là một đại hội tranh đoạt diễn ra ngay trước Phù Loan Thí Luyện. Vẫn được mọi người gọi là đại hội tranh đoạt Phù Loan. Phù Loan Thí Luyện cứ mỗi 5 năm sẽ mở ra một lần. Đối với toàn bộ tông môn mà nói cũng là một đại kỳ ngộ. Đồng dạng, đại hội tranh đoạt Phù Loan cũng là 5 năm diễn ra một lần. Mượn lần cơ hội đại hội tranh đoạt này, một ít cao tầng, trưởng lão của tông môn cũng sẽ hiện thân, kiểm duyệt một chút tình huống các đệ tử tinh anh trong tông môn. Triệu sư đệ, Lâm sư đệ, các ngươi cũng đến báo danh đại hội tranh đoạt à? Từ Chấp mỉm cười đi tới. Từ sau lần cùng tham gia nhiệm vụ hình gia trang lúc trước, Từ Chấp cùng với hai người Triệu Phong đã giải tỏa hiểu lầm trước đây. Biến địch thành bạn, đúng vậy, với thực lực của Triệu sư đệ, khẳng định có thể tham gia được Phù Loan Thí Luyện, còn ta vẫn có chút không nắm chắc. Lâm Phàm cười nói, Triệu sư đệ khẳng định là không thành vấn đề. Từ Chấp cảm khái gật đầu. Bởi vì từng cùng nhau tham gia nhiệm vụ, nên Từ Chấp đối với thực lực của Triệu Phong cũng là phi thường hiểu biết. Thời điểm rảnh rỗi, ba người cũng từng luận bàn lẫn nhau mấy lần. Trong đó thực lực Triệu Phong là mạnh nhất, kế tiếp là Lâm Phàm, cuối cùng mới đến Từ Chấp. Từ Chấp bình thường cũng không có cơ hội giao thủ cùng với Triệu Phong, nhưng mà mỗi lần kẻ vô cùng thoải mái chiến thắng hắn như Lâm Phàm đề cập đến Triệu Phong, cũng đều nói mình cảm thấy vô lực khi đối chiến với Triệu Phong. Trao đổi giữa ba người, vừa lúc khiến cho công chúa Vân Hương Mộng đứng gần đó nghe được. Tham gia Phù Loan Thí Luyện, nghe khẩu khí của Từ Chấp và Lâm Phàm, thì Triệu Phong hoàn toàn xác định vững chắc có thể đoạt được một cái danh ngạch. Ánh mắt Vân Hương Mộng khẽ chuyển, nhìn về phía Triệu Phong. Đến lúc này nàng mới ý thức được, từ sau khi tiến vào nội môn, bản thân nàng càng ngày càng ít chú ý Triệu Phong hơn. Về phần sự kiện Xích Nguyệt Động quật cực kỳ oanh động lần trước, nàng cũng không có tự mình tham gia, cho nên cũng chỉ nghĩ là do Triệu Phong có vận khí tốt mà thôi. Lần này tổ chức đại hội tranh đoạt Phù Loan, Vân Hương Mộng chỉ có tu vi nhất trọng thiên thoát phàm cảnh, cho nên cũng không có tiến hành báo danh, cũng chỉ đến xem cho biết kiến thức một lần mà thôi. Trên quảng trường, dòng người hội tụ càng lúc càng nhiều hơn, các đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền lần lượt xuất hiện. Nửa canh giờ sau, gần như toàn bộ các đệ tử nội môn cũng đều đã chạy tới. Thậm chí ngay cả một vài đệ tử ngoại môn cũng nghe tin tức chạy đến quan sát. Dưới loại sự kiện đại quy mô như thế này, tông môn cũng mở một mắt nhắm một mắt, cho phép bọn họ được tiến vào khu vực nội môn để gia tăng kiến thức. Triệu sư đệ, cố lên, Dương Thanh Sơn cùng với Nam Cung Phàm ở trong đám đệ tử ngoại môn không ngừng lớn tiếng cổ động cho Triệu Phong. Triệu Phong mỉm cười gật đầu, đáp lễ hai vị sư huynh, Triệu sư đệ, đến bên này. Một đạo thanh âm thập phần dương cương đột nhiên từ một bên trong đám người truyền đến. Là đệ tử chân truyền Dương Kiền. Dương Kiền, bài danh thứ hai trong đệ tử chân truyền, là nhân tuyển tranh đoạt thủ tịch đại đệ tử chân truyền. Trong đám người nhất thời dâng lên một trận xôn xao. Dương Kiền một thân bạch y, hình thể toàn thân hoàn mỹ như cẩm thạch điêu khắc nên. Trong vẻ anh tuấn lộ ra mị lực thập phần cương mãnh. Thân là nhân vật phong vân trong nội môn, nhất cử nhất động của Dương Kiền cũng khiến rất nhiều người để ý đến. Một vài nữ đệ tử đều nhìn chăm chú vào thân ảnh tuấn vĩ kia, sắc mặt phiếm hồng, thậm chí hai mắt còn lóe sáng nữa. Dương sư huynh, Triệu Phong khẽ chào một tiếng, tiến về phía bên cạnh Dương Kiền. Trên danh nghĩa mà nói, cả hai người đều cùng là môn hạ của đại trưởng lão, xem như sư huynh đệ đồng môn. Bản thân Dương Kiền là người chính trực, ghét ác như cừu. Ngày thường đối với Triệu Phong tuy không tính là nhiệt tình, nhưng ít ra cũng không hề làm khó dễ, nên chiếu cố thì cũng chiếu cố, xem như làm tận chức trách của một vị sư huynh, khiến cho người ta không thể bắt bẻ gì được. Tên kia là ai, không ngờ lại có thể đi chung chỗ với Dương sư huynh.
Không ít người cũng cảm thấy giật mình, cũng có không ít người biết được tin tức, thấp giọng nói cho người bên cạnh mình. Nhất thời, Triệu Phong liền biến thành tâm điểm của vô số ánh mắt. Tạo hình độc nhãn tóc xanh của Triệu Phong khiến cho rất nhiều người đều phải chú ý tới. Bộ dạng hắn thong dong tự nhiên, cùng Dương Kiền sóng vai đi cùng một chỗ. Dương Kiền cố ý một phen đưa Triệu Phong đi chào hỏi một vòng các đệ tử chân truyền của tông môn. Trong các đệ tử chân truyền, Triệu Phong tương đối quen thuộc với mấy người viên sư tỷ. Tiền Thần, Nguyên Chí, người này không ngờ lại bái làm môn hạ của đại trưởng lão. Viên sư tỷ có chút không thiện cảm nhìn Triệu Phong. Nàng vẫn như trước đứng cùng chỗ với Nhiễm Tiểu Uyển. Bộ dạng Nhiễm Tiểu Uyển vẫn như cũ, thuần khiết vô cùng, hơi chút rụt rè e thẹn, khẽ gật đầu chào Triệu Phong một cái. Biết được chuyện Triệu Phong cũng tham gia đại hội tranh đoạt Phù Loan, viên sư tỷ mở miệng trêu chọc, Nhiễm sư muội, nếu trên đại hội tranh đoạt gặp phải tên tiểu tử này, không cần phải khách khí, hảo hảo giáo huấn hắn một trận cho tỷ, không nhất định có thể gặp nhau. Khuôn mặt Nhiễm Tiểu Uyển đỏ bừng lên, khẽ liếc trộm nhìn Triệu Phong một cái, thanh âm như mũi kêu, đại hội tranh đoạt Phù Loan, tiến hành quy tắc 7 trận chiến, cái gọi là 7 trận chiến, tức là mỗi người chỉ đánh tối đa 7 trận chiến mà thôi. Người thắng đáng với người thắng, kẻ thua đánh với kẻ thua, tham gia đại hội tranh đoạt có tổng cộng mấy chục người. Mỗi người chỉ đánh 7 trận chiến, cơ hội gặp nhau cũng không tính là cao, nhưng cũng không quá thấp. Ngoài ra, 7 trận chiến này còn có một cái quy tắc nữa, đó là người nào giành chiến thắng được 4 trận, thì trực tiếp trúng tuyển, không cần phải đấu tiếp nữa. Bởi vì người thắng đánh với người thắng, càng là người thắng lợi, đối thủ kế tiếp cũng sẽ càng cường đại hơn, trở ngại cũng càng lúc càng lớn hơn. Nếu như có thể chiến thắng liên tiếp 4 chàng, khẳng định là có thực lực chen vào 10 danh ngạch. Nửa canh giờ sau, một ít cao tầng trong tông môn cũng lần lượt xuất hiện. Tại trung tâm quảng trường Thiên Xu Đường, nổi lên một cái trận pháp đài dài rộng chừng trăm trượng. Cái trận pháp đài này có lực lượng trận pháp thêm vào, mà người phụ trách thiết lập nó chính là trương lão của Tông Vụ Đường. Vù vù vù, trong dãy núi xa xa, mây mù chớp động, tiếng gió phần vật, thiên địa nguyên khí ba động mãnh liệt. Ngay sau đó, uy áp chân linh phô thiên cái địa đột nhiên từ mấy phương hướng truyền đến. Bái kiến các vị trưởng lão. Đầu tiên đến nơi chính là Tiết trưởng lão và Vân Hải chân nhân. Sau khi Tiết trưởng lão cùng Vân Hải chân nhân nhập tỏa, lại một luồng khí tức càng cường đại hơn thẳng hướng mà tới. So với trưởng lão bình thường còn mạnh hơn một bậc. Đại trưởng lão, mọi người đều lập tức hành lễ. Ngay cả hai vị trưởng lão cũng đứng lên chào đón. Ngay sau đó, tông chủ cùng với một vị trưởng lão khác cũng xuất hiện. Bái kiến tông chủ, bái kiến Lục Nguyệt mỗ mỗ. Bên dưới, các đệ tử, chấp sự, đường chủ cũng đều cung kính hành lễ. Hai vị cường giả chân linh cảnh mới đến, không ngờ đều là nữ nhân. Trong đó, một người chính là một mỹ nữ cung trang xuất trần tuyệt mỹ. Thanh lịch cao quý, mỹ mâu như nước, thần thái bình thản điềm tĩnh, lại lộ ra một luồng khí tức đoan trang, thánh khiết, khiến cho người khác không dám khinh nhờn. Nàng chính là Hiểu Nguyệt Tông Chủ, đều là cường giả chân linh cảnh. Khí tức của Hiểu Nguyệt Tông Chủ so với các trưởng lão như Vân Hải chân nhân thì cường đại hơn rất nhiều. Bên cạnh Hiểu Nguyệt Tông Chủ, còn có một vị lão bà đầu tóc bạc phơ, trên người toát ra một luồng khí tức thảo dược nồng đậm. Đường chủ Thảo Mộc Đường, Lục Nguyệt mỗ mỗ, Triệu Phong cũng biết được một chút thân phận của người này. Lục Nguyệt mỗ mỗ thân là đệ nhất luyện đan sư của tông môn. Bất luận tu vi hay là tạo nghệ luyện đan cũng đều cường đại hơn quan lão mấy bậc. Tông chủ, đại trưởng lão, ba vị trưởng lão toàn bộ cũng đều nhập tỏa. Ở sau lưng của bọn họ, chính là đám đệ tử thân truyền của chính mình. Phía sau lưng của Hiểu Nguyệt Tông chủ có hai nữ đệ tử, chính là Viên Sư Tỷ cùng với Nhiễm Tiểu Uyển. Nhiễm Tiểu Uyển, không ngờ lại là đệ tử thân truyền của tông chủ. Triệu Phong cảm thấy giật mình. Khó trách Nhiễm Tiểu Uyển mặc dù tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng tu vi lại đạt tới tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Công pháp nàng tu luyện, chỉ e chính là Thiên Phong Thần Quyết. Phía sau lưng Tiết trưởng lão, trong mấy thân ảnh đệ tử, có một gã thiếu niên khuôn mặt trắng noãn như thiếu nữ. Hắn chính là kẻ có linh thể biến dị, Khổng Nguyên Hạo. Tu vi của Khổng Nguyên Hạo hiện tại đã đạt tới nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Tư chất cấp bậc như thế này gần như không hề thua kém Bắc Mặc. Sau lưng Vân Hải chân nhân chính là thân ảnh của ba người Bắc Mặc, Nguyên Chí, Tiền Thần. Về phần sau lưng của Lục Nguyệt mỗ mỗ, có một nàng thiếu nữ thanh thuần tú lệ,
Nhìn qua quả thật rất quen mắt. Liễu Nguyệt Nhi, Triệu Phong thoáng có chút giật mình. Không nghĩ tới Liễu Nguyệt Nhi lại bái làm môn hạ của Đường chủ Thảo Mộc Đường. Tu vi của Liễu Nguyệt Nhi cũng đã đạt tới nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Dựa vào tư chất linh thể thượng đẳng của nàng ta, cộng thêm sự tài bồi của đệ nhất luyện đan sư tông môn là Lục Nguyệt Mỗ Mỗ. Ưu thế thật sự là rất lớn, mà Triệu Phong đứng sau lưng của đại trưởng lão, đồng dạng cũng khiến cho Liễu Nguyệt Nhi cảm thấy kinh ngạc. Đại trưởng lão cùng với tông chủ, xem như là hai nhân vật có địa vị cao nhất trong Hiểu Nguyệt Tông. Vì cái gì luôn không thoát khỏi được người này? Cặp mày thanh tú của Liễu Nguyệt Nhi thoáng nhíu lại, có chút phiền não khó hiểu. Nàng cùng với Triệu Phong, phân biệt chính là hậu bối của Thương Thiết Hầu cùng với Quảng Quân Hầu. Khi vừa mới tiến vào Sơn Môn, Liễu Nguyệt Nhi liền âm thầm so kè hơn thua với Triệu Phong. Thế nhưng lại lần lượt gặp phải sự kinh ngạc không nhỏ. Hiện tại, nàng đã bái Lục Nguyệt Mỗ Mỗ làm môn hạ, cứ tưởng đã bỏ xa được Triệu Phong. Nào ngờ Triệu Phong lại bái đại trưởng lão làm môn hạ. Phảng phất như nàng luôn vĩnh viễn bị đối phương vượt trên một bậc. Mà điều buồn bực nhất chính là tư chất của đối phương chẳng qua chỉ là linh thể hạ đẳng mà thôi. Thú vị, đại hội tranh đoạt phù loan lần này không ngờ lại gặp nhiều người quen như vậy. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn xẹt qua đám thân ảnh quen thuộc: Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Liễu Nguyệt Nhi, Khổng Nguyên Hạo, Tiêu Vẫn, tất cả những người này hiện tại đều tới tham gia đại hội tranh đoạt phù loan lần này. Đại hội tranh đoạt phù loan 5 năm một lần, hiện tại bắt đầu. Lý Phó Đường chủ của Trung Xu Đường quát lớn một tiếng, thanh âm uy nghiêm như hồng trung đại cổ, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Quy tắc của trận đấu vẫn như trước là 7 trận chiến như những năm trước, mỗi một người dự thi cũng đều có thẻ bài ghi lại họ tên của chính mình, đi lên rút thăm lựa chọn đối thủ. Sau khi Triệu Phong bốc thăm xong, quay trở lại sau lưng của đại trưởng lão: Triệu sư đệ, đại hội tranh đoạt lần này thực lực mạnh nhất hẳn là Bắc Mặc cùng với Nhiễm Tiểu Uyển. Chỉ cần không gặp phải hai người bọn họ, người muốn giành được 4 trận thắng liên tiếp hẳn cũng không thành vấn đề. Dương Kiền phân tích nói, Bắc Mặc ở trong đám đệ tử mới nhập môn, luận về thực lực tổng hợp như tư chất, ngộ tính, tu vi tuyệt đối là xuất sắc nhất. Đến hiện tại, hắn đã đột phá tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Thành tựu này mơ hồ có xu thế còn siêu việt sư tôn Vân Hải chân nhân của hắn. Mà Nhiễm Tiểu Uyển, thân là đệ tử thân truyền của Hiểu Nguyệt Tông chủ, tu vi đạt tới tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong, càng thêm không thể nào xem thường được. Hai người này ta cũng đều quen biết a. Trên mặt Triệu Phong lộ ra một tia cổ quái. Đại hội tranh đoạt rất nhanh liền bắt đầu. O-O-O-N-G. Trên trận pháp đài, đột nhiên sáng lên một tầng gợn sóng bạch sắc trong suốt. Trên đài đã có hai gã đệ tử đứng sẵn, bắt đầu giao phong, mà một người trong đó chính là Tiêu Vẫn. Từ sau nhiệm vụ hình gia trang, Tiêu Vẫn lợi dụng những kỳ ngộ đạt được, tiềm tu khổ luyện, đã đột phá lên nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Mà lần này, đối thủ của hắn là một đệ tử nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Giao phong chừng 20 chiêu, Tiêu Vẫn bị đánh thua, ảm đạm xuống đài. Người thắng sẽ được thăng cấp vào vòng tiếp theo, cùng với người thắng ở trận khác giao phong. Các trận đấu nhanh chóng được tiến hành liên tục. Các đệ tử cường đại như Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Khổng Nguyên Hạo cũng lần lượt xuất thủ. Thời điểm trận đấu thứ 8, Bắc Mặc cường thế xuất hiện, Bắc Minh Thiên Thủy, bốn phía xung quanh thân thể Bắc Mặc dâng lên một tầng chân lực màu lam nhạt, giống như thủy lưu gợn sóng, không ngừng ba động, hóa thành hình dạng lốc xoáy, giống như một cái thác nước nhỏ, lan tràn ra ngoài đến gần mấy trượng. Chuyện gì xảy ra? Đối thủ của hắn đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông, khuôn mặt trướng lên đến mức đỏ bừng. Ọc, gã đệ tử nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong kia nhất thời phun ra một ngụm máu. Tầng vòng xoáy gợn sóng màu lam nhạt kia phốc một tiếng, được Bắc Mặc thu hồi lại. Nếu không mà nói, một chiêu vừa rồi kia hoàn toàn đủ có thể một phen đem đối phương trực tiếp áp bách cho đến chết. Thật mạnh, đại đa số đám người dự thi ở nơi này trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay cả một vài đệ tử chân truyền cũng nhất thời động dung biến sắc. Không ít người ở nơi này cũng không hoàn toàn hiểu được Bắc Mặc đã làm cách nào để chiến thắng được đối thủ. Bởi vì nhìn qua, công kích của Bắc Mặc dường như còn chưa có đánh trúng đối thủ. Chỉ bằng lực công kích của chiêu thức ý cảnh, đã đem đối phương áp bách đến mức hộc máu. Bắc Mặc này đã không phải là Bắc Mặc như lúc ở Quảng Lăng Phủ lúc trước nữa rồi. Sắc mặt Triệu Phong ngưng trọng, sự cường đại của Bắc Mặc không phải chỉ có tư chất tiếp cận địa linh thể của hắn.
mà còn có ngộ tính tuyệt hảo nữa. Hắn tu luyện chính là Bắc Minh Thiên Thủy. Môn công pháp này, lúc trước là do Vân Hải Chân Nhân ở trong Phù Loan Điện lấy được đem ra. Là môn công pháp phàm phẩm thượng cấp, từ trước đến nay chưa từng có người nào có thể luyện thành. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, Bắc Minh Thiên Thủy, Triệu Phong mơ hồ cảm giác được. Môn công pháp mà Bắc Mặc tu luyện kia, chỉ sợ không hề đơn giản, liền giống như môn công pháp phong lôi trường của chính mình vậy. Vừa rồi đại trưởng lão nói những lời kia, không biết là đang ám chỉ hay là đang nhắc nhở Triệu Phong. Một chiêu thắng địch, Bắc Mặc lần đầu tiên xuất hiện, nhất thời sự cường thế đã xâm nhập vào lòng người, chỉ bằng vào ý cảnh cùng với lực áp bách của chiêu thức, đã khiến cho đối thủ bị thương hộc máu, quả thật không thể tưởng tượng nổi thực lực của hắn. Bắc sư đệ quả nhiên lợi hại, không ngờ đã luyện thành Bắc Minh Thiên Thủy, xem ra lần đại hội tranh đoạt này cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Tiền thần sợ hãi than thở một tiếng, trong mắt toát ra một tia ghen tị và vô lực, nhìn xu thế như thế này, chuyện Bắc Mặc siêu việt hắn cùng với Nguyên Chí chỉ sợ là chuyện tình sớm hay muộn mà thôi. Sau khi Bắc Mặc xuất hiện, Nhiễm Tiểu Uyển, Khổng Nguyên Hạo cùng với Liễu Nguyệt Nhi cũng đều thể hiện ra thực lực không tầm thường. Nhiễm Tiểu Uyển một chiêu đánh bại đối thủ nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Vận khí của Khổng Nguyên Hạo thì kém một chút, gặp phải đối thủ là một gã tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Tu vi so với hắn còn cao hơn một chút, giao phong với nhau chừng 10 chiêu. Cuối cùng Khổng Nguyên Hạo cũng thoải mái đánh bại được đối thủ. Mặc dù trong lần đại hội tranh đoạt khóa trước, tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên mới có cơ hội. Nhưng mà đệ tử các trưởng lão trong thông môn thì lại không thể cân nhắc theo lẽ thường được. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, ví dụ như Khổng Nguyên Hạo kia tư chất ngộ tính cực cao, tu luyện một môn công pháp phàm phẩm thượng cấp cùng với hai môn công pháp phàm phẩm trung cấp. Ba cái phối hợp, nhất thời bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, mà đệ tử nội môn bình thường, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện được một hai môn công pháp phàm phẩm trung cấp. Phàm phẩm thượng cấp căn bản là không thể nào chạm tới được. Bởi vậy, Triệu Phong đánh giá thực lực hiện tại của Khổng Nguyên Hạo cơ bản chính là tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Bản thân mình có tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Chiến lực thực tế thì lại ước chừng cao hơn một cấp. Về phần Bắc Mặc và Nhiễm Tiểu Uyển, thực lực chân chính ít nhất cũng có thể so sánh được với cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Trận thứ 12, Triệu Phong đối chiến La Hải Cường, thanh âm Lý Phó Đường Chủ vang lên, thân thể Triệu Phong lóe lên mấy cái. Phiêu nhiên nhảy lên trên trận pháp đài, mà đối thủ của hắn thì lại là một gã đệ tử tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Lần đại hội tranh đoạt lần này, báo danh có tổng cộng 40 mấy người. Trong đó đạt tới tam trọng thiên thoát phàm cảnh chỉ chừng 1/3 mà thôi. Cho nên, trận chiến đầu tiên đã gặp phải tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Chính là thuộc loại vận khí tương đối tệ một chút, Triệu Phong một đầu tóc xanh theo gió phiêu đãng. Trong con mắt độc nhãn phiếm động một tầng ánh sáng bình tĩnh và sắc bén. Xem ra, người chính là cái tên điên tu luyện phong lôi trường kia. La Hải Cường liếm liếm môi, thân thể căng thẳng, lại âm thầm tích xúc chân lực, không dám có một tia khinh thường nào cả. Tên điên tu luyện phong lôi trường, thân ảnh bắt mắt của Triệu Phong nhất thời khiến cho phần đông các thành viên tông môn chú ý, phong khởi lôi minh. Vẻ mặt Triệu Phong không chút biểu tình, rất nhanh bổ ra một trường. Một đầu tóc xanh giống như thác nước tung tóe phấp phới. Chỉ trong khoảnh khắc, cuồng phong bạo liệt, kình phong điên đảo, sản sinh ra một thanh âm lôi minh mạnh mẽ, phảng phất như là có một đoàn lôi điện vần vũ, quanh kích thẳng tới. A, thân hình La Hải Cường cứng ngắc, hô hấp khó khăn, phảng phất như bị phong vũ lôi điện cuồng bạo mãnh liệt hoàn toàn bao phủ vậy. Kinh ngạc run rẩy không thôi. Thất Tuyệt Chỉ, hoàn hảo là chân lực toàn thân của hắn đã sớm ngưng tụ tới cực điểm. Đầu ngón tay bắn ra mấy đạo quang ngân lóe sáng như từ điện chập chờn. Uy lực của nó hoàn toàn có thể xuyên thấu một tấm thép dày chừng mấy tấc. Phốc suy, chỉ kình của hắn vừa mới xuất ra, đã bị khí tức cuồng bạo của phong khởi lôi minh hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Một thanh âm nổ vang phát ra, La Hải Cường nhất thời bị đánh văng đi, hộc máu rơi xuống, người rất mạnh, sắc mặt La Hải Cường tái nhợt, lập tức trực tiếp nhận thua. Toàn trường nổi lên một trận kinh đào hải lãng. Không ít người đều sợ hãi than thở uy lực đáng sợ của phong lôi trường. Vượt cấp khiêu chiến, một chiêu thắng lợi, đây chính là uy lực của phong lôi trường sao? Dương Càn nhất thời động dung, sự nắm giữ lực lượng của hắn đối với phong lôi trường rõ ràng còn mạnh hơn thần nhi rất nhiều. Ý cảnh chiêu thức cũng thành thục mạnh mẽ hơn không ít. Trong ánh mắt của đại trưởng lão hiện ra một tia tinh quang.
Trước kia đại trưởng lão từng có một gã đệ tử, tên là Trương Thần, chính là sư huynh của Dương Càn, cũng tu luyện phong lôi trường. Chỉ là sau đó gặp phải bất hạnh, sau khi Triệu Phong giành được thắng lợi, quay trở lại bên cạnh đại trưởng lão, chờ đợi vòng chiến đấu tiếp theo. Không bao lâu sau, toàn bộ những đệ tử ở đây cũng đã hoàn thành xong các trận đấu vòng đầu tiên. Trong đó Lâm Phàm cũng biểu hiện ra thực lực không chút tầm thường, thoải mái đánh bại một gã đệ tử nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Triệu Phong cùng Lâm Phàm kia, không ngờ cũng đều thoải mái thông qua trận đấu đầu tiên. Tiêu vẫn đứng bên dưới sân đấu, trong lòng có một loại cảm giác không cam lòng và mất mát. Lần này hắn tham gia đại hội tranh đoạt Phù Loan, chủ yếu là thử thời vận mà thôi. Chẳng qua không ngờ rằng, ngay trận đấu đầu tiên đã thất bại rồi. Mỗi một trận thua, danh ngạch của Phù Loan thí luyện cũng sẽ càng xa vời hắn hơn. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, đợt trận đấu vòng thứ hai lập tức bắt đầu. Dựa theo quy tắc của trận đấu, người thắng sẽ đối chiến với người thắng. Tổng cộng đánh tối đa 7 trận chiến, có thể thắng lợi liên tiếp 4 trường, sẽ trực tiếp trúng cử thí luyện. Trên thực tế, dựa theo kinh nghiệm các lần trước đây, cực kỳ ít có người nào có thể chiến thắng được liên tiếp 4 trận chiến. Bởi vì càng thắng liên tiếp, những đối thủ về sau sẽ càng đáng sợ hơn. Những đối thủ có thể chiến thắng liên tiếp, không một kẻ nào là đèn cạn dầu cả. Trận thi đấu thứ hai, Tiêu vẫn lại vẫn như cũ bị thua, gần như gấp đến phát điên. Vận khí của Lâm Phàm đợt này cũng không được tốt lắm. Gặp phải đối thủ không ngờ là một cường giả tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Lần này Lâm Phàm khẳng định là phải bị thua rồi. Trong lòng Tiêu vẫn thầm nghĩ như vậy, mà Vân Hương Mộng đứng ở bên cạnh của hắn cũng khẽ mỉm cười. Nhưng mà, kết quả hoàn toàn vượt qua ngoài dự đoán. Lâm Phàm cùng với đối thủ đại chiến với nhau chừng 50 chiêu. Cuối cùng thắng hiểm được một chiêu. Người này không ngờ có được công pháp phàm phẩm thượng cấp, cộng thêm thần binh phàm cấp, thực lực trở nên đáng sợ như thế. Tiêu vẫn phảng phất như bị hất một chậu nước lạnh, đồng dạng là tham gia cùng một nhiệm vụ, cùng đạt được kỳ ngộ, mà sự trưởng thành của Lâm Phàm hoàn toàn vượt xa hắn. Sự khác biệt lớn nhất chính là, Lâm Phàm đạt được công pháp phàm phẩm thượng cấp, theo lý thuyết, với số điểm cống hiến của Tiêu vẫn và Lâm Phàm, còn không đủ có khả năng tìm được công pháp phàm phẩm thượng cấp. Huống chi trong tay còn có thần binh phàm cấp nữa. Gần đây, Lâm Phàm cùng Triệu Phong đi lại khá thân thiết. Trong cặp mắt của Vân Hương Mộng hiện lên một tia hối hận nhàn nhạt. Đại khái cũng đoán được sự thật. Lần trước trong lúc chấp hành nhiệm vụ, phần thưởng của Triệu Phong hoàn toàn vượt xa những người khác. Muốn kiếm lấy mấy món thần binh hoàn toàn không hề khó khăn. Lâm Phàm chỉ có khả năng đạt được sự trợ giúp của Triệu Phong mới có được sự tiến triển như vậy. Trong đợt trận đấu vòng thứ hai, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển vẫn như trước không hề lay động, cũng đều là thoải mái một chiêu đánh bại đối thủ. Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển chỉ sợ chính là hai người mạnh nhất trong đám người dự thi. Cho dù là tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng đỡ được ba chiêu của bọn họ. Thực lực của Triệu Phong cũng không hề yếu. Khí thế uy lực của phong lôi trường không hề thua kém hai người bọn Bắc Mặc. Mọi người dưới tràng nhất thời nghị luận không ngừng. Đến hiện tại mà nói, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Triệu Phong đều lấy thực lực cực kỳ cường đại, trực tiếp nghiền nát đối thủ. Trong đó Bắc Mặc biểu hiện là kinh người nhất, vừa rồi gặp phải một gã đối thủ tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Cũng vẫn là một chiêu thắng lợi, cho dù là cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, cũng không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Một vài đệ tử nội môn, trong lòng nhất thời sinh ra sự kiêng kỵ cùng với sợ hãi đối với Bắc Mặc. Phần đông những người tham gia dự thi cũng đều không muốn gặp phải Bắc Mặc. Không bao lâu sau, đợt trận đấu thứ hai cũng đã kết thúc. Giờ phút này, những người bảo trì hai trận thắng liên tiếp còn không đến 10 người. Với hình thức quy tắc của trận đấu, nếu như không có thực lực tuyệt cường, căn bản rất khó đạt được thắng lợi liên tiếp. Rất nhanh đã tới vòng chiến đấu thứ ba. Những đệ tử chiến thắng liên tiếp hai trận, lúc này cũng đã cảm giác được có chút khó khăn. Vòng thứ ba, Lâm Phàm liền gặp phải một đối thủ khá mạnh, Liễu Nguyệt Nhi. Tu vi của Liễu Nguyệt Nhi so với hắn cao hơn một chút, mà cấp bậc công pháp võ học nàng tu luyện cũng cao hơn hắn một bậc. Nhưng sau khi chiến đấu chừng 20 chiêu, Liễu Nguyệt Nhi dần dần rơi xuống hạ phong. Dù sao, luận năng lực thực chiến, nàng vẫn không thể sánh bằng Lâm Phàm. Ông, lúc này, trong tay của nàng đột nhiên xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm bằng ngọc. Bên trên thân kiếm phiếm động một tầng hoa văn sáng ngời. Tốc độ cùng uy lực xuất kiếm nhất thời gia tăng trên diện rộng. Chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc,
lực công kích của Liễu Nguyệt Nhi gần như tăng vọt lên gần gấp đôi. Thần binh phàm cấp trung phẩm, không ít người đang quan chiến bên dưới nhất thời kinh hô thất thanh. Ta nhận thua, Lâm Phàm trực tiếp nhận thua, đối chiến lâu thêm, còn không bằng bảo tồn thể lực, nhằm đối phó với trận chiến tiếp theo. Triệu Phong đối chiến Khổng Nguyên Hạo, ở vòng thứ 3, Triệu Phong đồng dạng cũng gặp phải đối thủ cường đại. Khổng Nguyên Hạo chính là kẻ có linh thể biến dị vừa mới tiến vào trong sư môn lần này. Ngay khi vừa mới nhập môn, hắn đã bị Tiết trưởng lão thu làm môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng. Với thành tựu trước mắt mà nói, Khổng Nguyên Hạo gần tiếp cận với Bắc Mặc. Dù sao Bắc Mặc vẫn tiến vào tông môn sớm hơn Khổng Nguyên Hạo một tháng, mà khởi điểm ban đầu cũng cao hơn một chút. Một trận chiến đấu này đều khiến cho tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong. Môn đồ của các trưởng lão trên trận đối chiến, một trận đấu này tương đối khiến cho người ta chú ý tới. Nhưng mà, trận chiến đấu kịch liệt mọi người chờ mong kia cũng không có phát sinh. Ngân Bích Quyết, khí huyết trong cơ thể Triệu Phong vận chuyển lên, toàn thân phiếm động một tầng quang trạch ngân sắc, toàn bộ thân thể lóe sáng lập lòe như thủy tinh, phát ra một tia áp lực bức nhân. Tạo nghệ luyện thể của người này không ngờ đã đạt tới cảnh giới như thế này. Tất cả mọi người dưới đài đều giật mình. Tiết trưởng lão đang xem cuộc chiến trên đài, cặp mày nhất thời nhảy dựng lên, chợt quay sang liếc mắt nhìn đại trưởng lão một cái, lắc đầu hít một ngụm khẩu khí. Phong Lôi Trường, dưới tình hình như vậy, Triệu Phong nhất thời thúc giục Phong Lôi Trường, nhanh như tia chớp phóng thẳng đến trước người Khổng Nguyên Hạo. Phành phành, phành phành, Triệu Phong dùng xu thế lôi đình, đè Khổng Nguyên Hạo ra không ngừng oanh kích. Chiêu đầu tiên, Khổng Nguyên Hạo bị đẩy lui, khí huyết bốc lên. Chiêu thứ hai, tầng phòng ngự chân lực liền bị đánh vỡ. Chiêu thứ ba, hắn hộc máu bại lui. Thua rồi, nhưng mà ta còn chưa có cơ hội sử dụng thần binh phàm phẩm trung cấp. Khổng Nguyên Hạo có chút buồn bực, nói, thế công của Triệu Phong phi thường mạnh mẽ, dồn dập, Khổng Nguyên Hạo còn chưa kịp sử dụng thần binh phàm phẩm trung cấp. Nếu không thì hưu chết về tay ai còn chưa biết được, ít nhất cũng không bị thảm bại như vậy. Kết quả các trận đấu vòng thứ 3 dần dần đi đến kết thúc. Đến trước mắt mà nói, số người còn bảo trì chiến thắng liên tiếp chỉ còn là Lông Phượng Sừng Lân. Triệu Phong nhìn lại một chút, chỉ còn lại có 4 người bảo trì chiến thắng liên tiếp, phân biệt chính là Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Triệu Phong, Liễu Nguyệt Nhi. Mà những người còn lại ít nhất cũng đã thất bại một trận. Mà người giống như Lâm Phàm vậy, 2 thắng 1 bại, chiến tích đã được tính là không tệ rồi. Rất nhiều người đều là 2 bại 1 thắng, thậm chí còn có kẻ cả 3 trận đều thua nữa. Ví dụ như là đám đệ tử nhị trọng thiên thoát phàm cảnh như Tiêu Vẫn vậy. Sắp sửa tới vòng thứ 4 rồi, Triệu Phong mơ hồ sinh ra một tia chờ mong nhàn nhạt. Những người đạt được 4 trận thắng liên tiếp, chỉ còn có 4 người. Cũng chính là nói, hắn chỉ có 1/3 cơ hội sẽ gặp phải một trong số 3 người Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Liễu Nguyệt Nhi. Nếu như gặp phải Liễu Nguyệt Nhi, Triệu Phong cũng không có bất cứ áp lực nào cả. Nếu như gặp phải Bắc Mặc cùng với Nhiễm Tiểu Uyển, như vậy thì có chút khó giải quyết rồi. Bất luận là Bắc Mặc hay là Nhiễm Tiểu Uyển, lực chiến đấu chân chính của bọn họ cũng đều có thể so sánh được với tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiến hành rút thăm chọn đối thủ. Vòng chiến đấu thứ 4 rốt cuộc cũng bắt đầu. Vòng chiến đấu này mặc dù không phải là vòng thi đấu cuối cùng, nhưng cũng là vòng đấu cực kỳ quan trọng. Triệu Phong nhịn không được, liếc mắt nhìn thẻ bài đối thủ trong mắt mình. Đối thủ của hắn cũng không phải là Liễu Nguyệt Nhi, nhất thời không khỏi lắc lắc đầu, hít một ngụm không khí. Các trận đấu vòng thứ 4 nhất thời khiến cho tất cả mọi người chú ý. Một vòng trận đấu này sẽ quyết định xem trong những người chiến thắng thắng ở các vòng trước, ai sẽ đạt được 4 trận thắng liên tiếp. Những người thắng lợi sẽ trực tiếp đạt được danh ngạch Phù Loan thí luyện. Tham gia vào cuộc tranh đoạt này có tổng cộng 4 người. Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Triệu Phong, Liễu Nguyệt Nhi. Mà 4 người này cũng chính là đại biểu cho cao tầng tông môn ở phía sau Bắc Mặc, đại biểu cho Vân Hải chân nhân. Sau lưng của Nhiễm Tiểu Uyển chính là Hiểu Nguyệt Tông chủ Triệu Phong, đại biểu cho đại trưởng lão. Sau lưng của Liễu Nguyệt Nhi thì lại chính là Lục Nguyệt Mỗ Mỗ. Bởi vậy trong cuộc đua 4 trận thắng liên tiếp này, không chỉ là trận đấu quan trọng nhất, mà còn là gián tiếp so kè giữa các nhân vật cao tầng trong tông môn. Triệu sư đệ, trận chiến này ngươi phải khiến cho sư môn vẻ vang một trận. Nếu như đối thủ là Liễu Nguyệt Nhi, phần thắng của ngươi sẽ lớn hơn một chút. Dương Kiền mỉm cười vỗ vỗ bả vai của Triệu Phong. Liễu Nguyệt Nhi, trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ,
Đáng tiếc lại không phải, đại hội tranh đoạt Phù Loan lần này vốn là rút thăm quyết định đối thủ. Trong mấy trận lần trước, Triệu Phong cũng đều gặp phải những đối thủ không quen biết, mà ở trận chiến vòng thứ tư này, bất cứ kẻ nào trong ba gã đối thủ, hắn cũng đều khá quen thuộc, bất luận là Bắc Mặc hay là Nhiễm Tiểu Uyển, cũng đều là nhân vật khó đối phó chân chính. Nếu như Triệu Phong không sử dụng đến mắt trái và lực lượng huyết mạch, hắn căn bản không có một chút phần thắng nào cả, hắn quả thật là có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng mà đối thủ của hắn cũng có năng lực này, hơn nữa tu vi cũng đều cao hơn hắn một bậc. Nhiễm sư muội, đối thủ của ngươi là ai? Chỉ cần không gặp phải Bắc Mặc, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Viên sư tỷ có chút tò mò nhìn về phía Nhiễm Tiểu Uyển, đối thủ trong những chàng đấu trước đây. Viên sư tỷ căn bản không thèm để ý tới, nhưng mà trận đấu vòng thứ tư này quan trọng như vậy. Mỗi một đối thủ cũng đều thập phần cường đại. Là hắn, cặp mày thanh tú của Nhiễm Tiểu Uyển khẽ nhíu lại. Trong ánh mắt lộ ra một tia ưu sầu nhàn nhạt, tựa hồ bộ dáng vô cùng ủy khuất vậy. Hắn là kẻ nào? Viên sư tỷ đưa mắt nhìn theo ánh mắt của sư muội. Đúng chính là gã thiếu niên tóc xanh độc nhãn kia. Hì hì, cái này không phải là rất đúng dịp hay sao? Nhiễm sư muội, người nhất định phải giúp sư tỷ giáo huấn tên tiểu tử vô sỉ này a. Viên sư tỷ không chút lo lắng, còn vui vẻ nói, nàng sớm ước gì Nhiễm Tiểu Uyển có thể gặp được Triệu Phong, để sư muội thay chính mình giáo huấn tên tiểu tử kia. Nhưng mà Nhiễm Tiểu Uyển muốn nói gì lại thôi, cặp mày không ngừng run rẩy nhàn nhạt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Đúng vào lúc này, ánh mắt Triệu Phong chợt quét đến, sắc mặt Nhiễm Tiểu Uyển nhất thời đỏ bừng, con mắt lảng tránh không dám nhìn tới, tựa hồ có chút sợ hãi. Nhiễm sư muội, người nhất định phải dốc hết dũng khí, không nên bị bề ngoài của hắn hù dọa. Với thực lực của muội, chiến thắng hắn khẳng định là không thành vấn đề. Viên sư tỷ không ngừng cổ động cho sư muội. À, đối thủ của Tiểu Uyển chính là cái tên đệ tử tu luyện Phong Lôi Trường kia hay sao? Một đạo thanh âm nữ tử thanh nhu dễ nghe nhẹ nhàng truyền đến. Có một loại cảm giác ấm áp như mưa xuân phủ khắp đại địa. Người vừa lên tiếng, đúng chính là Hiểu Nguyệt Tông Chủ. Ngọc dung đoan trang tuyệt mỹ của nàng khiến cho người ta có một loại cảm giác cao quý không dám khi nhục. Sư tôn, đúng là tên tiểu tử kia. Viên sư tỷ cung kính nói, nghe vậy, cặp mày Hiểu Nguyệt Tông Chủ thoáng có chút nhíu lại, khẽ lẩm bẩm, Tiểu Uyển gặp phải hắn, có lẽ so với gặp phải Bắc Mặc, tình huống còn tồi tệ hơn một chút, làm sao có khả năng? Vẻ mặt viên sư tỷ kinh ngạc, trong lòng ngàn vạn lần không thể tin nổi, cái này chỉ là trực giác của ta mà thôi, có lẽ là bởi vì hắn tu luyện Phong Lôi Trường a. Hiểu Nguyệt Tông Chủ cười lạnh một tiếng, khôi phục lại bộ dáng như ban đầu. Trận đấu vòng thứ tư đến lúc bắt đầu, Lâm Phàm, Khổng Nguyên Hạo cũng đều thuận lợi chạm tướng qua quan, mà Tiêu Vẫn đã là 4 trận chiến bại liên tiếp, hắn mặt ủ mày trao, không còn chút tâm lý chiến đấu nữa. Cuối cùng, vào thời khắc tiếp đó, trận đấu xuất hiện một tràng đại chiến đấu, trên trường nhất thời truyền xuống một trận thanh âm hò hét. Song phương của tràng đối chiến này chính là Bắc Mặc cùng với Liễu Nguyệt Nhi. Liễu Nguyệt Nhi khẽ cắn môi một cái, ngay vừa lúc mở màn, liền quyết đoán phát động lực lượng thần binh phàm cấp trung phẩm Hồ Nguyệt Kiếm Quyết. Thanh nhuyễn kiếm ngọc chất trong tay của nàng biến ảo ra một dòng kiếm hà thê lãnh, điện quang lập lè, phát ra từng đạo kiếm khí giống như một vầng khuyết nguyệt sắc bén vô ngần. Trên thanh thần binh nhuyễn kiếm phiếm động một tầng hoa văn tinh lượng kỳ dị sáng ngời, tốc độ uy lực xuất kiếm nhất thời gia tăng trên diện rộng. Phối hợp với thần binh phàm cấp trung phẩm, công kích của Liễu Nguyệt Nhi đủ để chiến thắng được cường giả thoát phàm tam trọng đỉnh phong, còn có thể tạo thành đả kích chí mạng nữa. Nhưng mà đối thủ của nàng cũng không phải là cường giả thoát phàm tam trọng bình thường. Bắc Minh Thiên Thủy, Mạc Thủy Kiếm, vẻ mặt Bắc Mặc trầm mặc, hai bàn tay lại múa may dị thường linh hoạt, phát ra một tầng chân lực màu lam nhạt giống như thủy lưu gợn sóng, không ngừng xuyên qua dồn dập, hội tụ lại thành một thanh kiếm ảnh trong suốt gợn sóng dài một trượng, chiều rộng ước chừng vài thước. Phốc, suy, suy, kiếm ảnh gợn sóng dưới thực lực quanh co gợn sóng thôi động, hình thành nên lực trùng kích phạm vi cực lớn, cùng với kiếm chiêu của Liễu Nguyệt Nhi va chạm một chỗ với nhau. Sau khi liên tiếp giao phong mấy lần, Liễu Nguyệt Nhi lui nhanh về phía sau mấy bước, bộ dạng thoáng có chút gấp gáp. Bắc Mặc đứng yên tại chỗ, thong dong không chút gấp gáp. Đây là lần đầu tiên từ lúc giao phong đến nay, Bắc Mặc không phải một chiêu chiến thắng. Dù sao thì Liễu Nguyệt Nhi cũng sử dụng Hồ Nguyệt Kiếm Quyết và lực lượng thần binh, uy lực công kích lần này gần như có thể so sánh với cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Bắc Mặc vẫn như cũ tĩnh lặng như giếng nước,
hai tay nhẹ nhàng thôi động, phát động lên một trận công kích khí thế áp bách phốc. Oanh, không gian giữa hai người phát ra quang hoa huyễn lệ. Thủy ảnh miên mang, kiên trì được chừng 10 chiêu. Liễu Nguyệt Nhi đã thở hổn hển, căn bản không thể địch lại được nữa. Công kích của ngươi, gần như có thể uy hiếp được cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Đáng tiếc, tu vi của ngươi không đủ. Sử dụng lực lượng thần binh phàm cấp trung phẩm, căn bản không thể chống đỡ được bao lâu, Bắc Mặc đứng nguyên tại chỗ. Nói một chút liền trúng ngay điểm yếu hại, sắc mặt Liễu Nguyệt Nhi tái nhợt. Đối mặt với một đối thủ mà đủ các phương diện thực lực, ngộ tính, tâm trí đều vô cùng cường đại như Bắc Mặc, nàng căn bản là không có chút cơ hội nào cả. Ta nhận thua, Liễu Nguyệt Nhi khẽ cắn môi, thu hồi thanh thần binh nhuyễn kiếm. Bắc Mặc sau khi chiến thắng liên tiếp 4 trận, nhân khí của Bắc Mặc nhất thời tăng vọt, một ít cao tầng bên trong tông môn âm thầm gật đầu, tựa hồ như nhìn thấy được tiền cảnh một ngôi sao thế hệ mới hoành không xuất thế trong tương lai vậy. Đáng tiếc, lần đại hội tranh đoạt phù loan này cũng không có cùng đối thủ chân chính gặp nhau. Khi Bắc Mặc đi xuống dưới đài, trong con mắt tĩnh lặng như nước, nhìn về một phương hướng nào đó, phát ra một cỗ tinh thần chiến ý mãnh liệt, mọi người nhất thời giật mình. Đều liếc mắt nhìn sang, đối tượng mà Bắc Mặc phát ra tinh thần chiến ý chính là gã thiếu niên đứng sau lưng của đại trưởng lão, đó là gã thiếu niên độc nhãn tóc xanh. Khiến cho người ta có một loại cảm giác tà dị lạnh lùng. Lại là người này, ngay cả Bắc Mặc cũng muốn cùng hắn nhất quyết thắng bại. Tuy rằng Triệu sư đệ tu luyện chính là phong lôi trường, nhưng cũng chưa chắc đã có thể là đối thủ của Bắc Mặc, mọi người nhất thời nghị luận, có thể lường trước được. Với thực lực của hai người, tương lai chắc chắn sẽ tranh đoạt vị trí đệ tử chân truyền. Đến lúc đó sớm muộn gì cũng sẽ đụng độ với nhau, vẻ mặt Triệu Phong không một chút biểu tình. Đứng nguyên tại chỗ, lại nhớ tới lời ước định lúc trước cùng với Bắc Mặc. Sau khi tiến vào tông môn, tranh đua thắng bại, một trận chiến xảy ra giữa Triệu Phong cùng với Bắc Mặc. Căn bản càng ngày càng gần hơn, những trận đấu còn lại của vòng thứ tư vẫn tiếp tục diễn ra. Triệu Phong đấu với Nhiễm Tiểu Uyển, thanh âm vừa dứt, toàn trường liền nhấc lên một mảnh kinh hô, lại là một trận chiến tranh đấu bốn chàng thắng liên tiếp. Triệu Phong và Nhiễm Tiểu Uyển đều đã đạt được 3 trận chiến liên tiếp. Trong đó bất cứ một ai giành được thắng lợi, cũng đều sẽ trực tiếp đạt được danh ngạch thí luyện. Nhiễm sư muội, chúng ta rốt cuộc cũng gặp nhau rồi, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Nói, dưới đài, Viên sư tỷ khẽ cắn nhẹ môi, hô lớn, sư muội, không cần nương tay. Ta sẽ không nương tay. Nhiễm Tiểu Uyển ngưng tụ thiên phong chân lực trong cơ thể, khẽ nâng nhẹ khuôn mặt có chút phiếm hồng của mình lên, cặp mắt trong sáng như thủy tinh, cố gắng nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, không có chút nửa phần thoái nhượng. Nàng thiếu nữ vẫn còn có vài phần ngây ngô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết vô tà lại có vài phần cố tình giả bộ kiên định cùng cường thế. Trong lòng Triệu Phong có chút buồn cười, nắm giữ được một tia tâm tình bồn chồn không yên trong nội tâm của Nhiễm Tiểu Uyển. Thiên phong hóa ảnh, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhiễm Tiểu Uyển khẽ động, phảng phất như hóa thành một luồng gió nhẹ, lóe lên rồi biến mất. Thiên phong hóa ảnh, thân hình của Triệu Phong cũng vô cùng quỷ dị khẽ động, ý cảnh cùng động tác gần như là giống với Nhiễm Tiểu Uyển như đúc. Chuyện gì xảy ra? Những người đang xem cuộc chiến bên dưới đều kinh hô lên một tiếng. Thân pháp, động tác, thậm chí là ý cảnh của Triệu Phong cùng với Nhiễm Tiểu Uyển gần như là giống nhau như đúc. Trảm phong thức, hai người đồng thời giơ trường bổ xuống. Chỉ thấy một đạo phong mang xanh nhạt sắc bén lóe lên, giống như hai đạo đao chạm cắt ngang qua không khí, chém đứt hết thảy mọi gông cùm xiềng xích thế gian. Cái này, Nhiễm Tiểu Uyển có chút kinh ngạc thất sắc, ánh mắt chợt lóe sáng chớp động, có chút kỳ quái nhìn về phía Triệu Phong. Toàn phong thức, thân hình Triệu Phong đột nhiên phóng vọt thẳng lên, tóc xanh phấp phới, tuần hoàn theo một quỹ tích tự nhiên vô cùng huyền diệu. Lòng bàn tay dâng lên một đoàn gió thanh sắc luân chuyển mãnh liệt, đánh thẳng về phía Nhiễm Tiểu Uyển. Một chiêu toàn phong thức này đúng là một chiêu huyền phong trưởng mà ngày đó Triệu Phong đã học lén được ở trong hạp cốc huyết mãng kia, ở trong thiên phong thần quyết. Một chiêu này vốn có tên là toàn phong thức. Toàn phong thức, Nhiễm Tiểu Uyển cũng quát nhẹ một tiếng, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp nhảy lên, bay vọt tới giữa không trung, dùng ra chiêu thức đồng dạng cùng với Triệu Phong mạnh mẽ ngạnh kháng cùng một chỗ. Nhìn về phía động tác cùng thân ảnh quen thuộc kia, Triệu Phong đột nhiên có một loại cảm giác thân thiết vô cùng. Cái động tác cùng thân ảnh đồng dạng này đã từng ở trong không gian mắt trái của hắn lặp đi lặp lại mấy trăm mấy ngàn lần. Thời khắc này, ở trong hiện thực, tự mình đối mặt với chiêu thức này, ánh mắt của Triệu Phong trong khoảnh khắc chợt dại ra một chút bồng.
Oanh, đạo phong đoàn khí nhận cường đại của Nhiễm Tiểu Uyển nháy mắt đánh xuống. Một phen chấn cho Triệu Phong bay vọt đi, thiên phong thần quyết mà hai người tu luyện. Cảnh giới hỏa hầu thì không phân biệt cao thấp, nhưng mà tu vi của Triệu Phong so với Nhiễm Tiểu Uyển còn thấp hơn một bậc hơn nữa. Trong một khắc vừa rồi, tâm thần của Triệu Phong xuất hiện một chút khe hở trong khoảnh khắc. Tiểu tử này ngay cả nội công tâm pháp cũng giống hệt như là Nhiễm sư muội. Hắn rốt cuộc là có ý đồ gì chứ? Phi, tiểu tử này trong lúc chiến đấu lại còn háo sắc thành tính, dương mắt nhìn chằm chằm Nhiễm sư muội nữa. Viên sư tỷ đứng dưới đài không ngừng dậm chân bực tức, còn ánh mắt của Hiểu Nguyệt tông chủ thì không ngừng đảo quét qua hai người trên đài, bộ dáng có chút suy ngẫm. Trong mắt đại trưởng lão cũng lộ ra một tia cổ quái. Ta nhận thua, Triệu Phong đột nhiên cười nói, từ trên trận pháp đài nhảy xuống đất. Một màn này khiến cho mọi người ở toàn trường hoàn toàn vượt ngoài dự kiến. Mãi cho đến hiện tại, Triệu Phong luôn cấp cho bọn họ một loại cảm giác là bình tĩnh, vô tình, cường thế, thậm chí còn là một kẻ điên có chút cực đoan nữa. Không nghĩ tới vào thời khắc này, hắn lại chủ động nhận thua như vậy. Người vẫn còn chưa có thua. Lúc này Nhiễm Tiểu Uyển mới phản ứng lại, đỏ mặt nói, một trận chiến vạn người chờ mong, cuối cùng liền qua loa như vậy mà chấm dứt. Triệu sư đệ, người như thế nào có thể qua loa đùa bỡn như vậy? Thắng bại của bản thân ngươi chính là quan hệ đến thể diện của sư tôn a. Dương Kiền có chút bất mãn nói, mặc dù Nhiễm Tiểu Uyển thể hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng mà Dương Kiền hiển nhiên biết được Triệu Phong khẳng định là có lực liều mạng, chỉ cần có thể tham gia Phù Loan thí luyện là được rồi. Cho dù có đạt được quán quân của đại hội tranh đoạt mà trong thí luyện lại không có chút thu hoạch nào, cũng là uổng công mà thôi. Triệu Phong cũng chẳng thèm để ý, tùy tiện nói, sở dĩ hắn nhận thua chủ yếu là có 3 điểm. Thứ nhất, thực lực Nhiễm Tiểu Uyển không hề tầm thường, hắn không sử dụng đến mắt trái cùng với lực lượng huyết mạch, muốn thắng lợi cũng có khó khăn nhất định. Thứ hai, cho dù bại lộ thực lực, đạt được 4 trận thắng liên tiếp cũng không có bất cứ ưu đãi gì, cố sống cố chết liều mạng cũng không có thêm phần thưởng. Đương nhiên còn có một điều kiện quan trọng nữa, hắn đối với Nhiễm Tiểu Uyển có một loại cảm tình đặc thù, cuối cùng vẫn là nghĩ thấy thiếu nợ đối phương một cái nhân tình không nhỏ. Ở bên kia, hắn như thế nào đột nhiên lại nhận thua như vậy? Nhiễm Tiểu Uyển có chút mê mang bất định, Triệu Phong này lại giảo hoạt như vậy, không ngờ lại không thèm dốc sức đánh nhau với sư muội. Còn có một khả năng, có lẽ hắn thật tình thích sư muội, nếu không như thế nào lại bỏ qua cái vinh quang đặc thù chiến thắng 4 trận liên tiếp. Viên sư tỷ có chút oán hận nói, mà câu nói phía sau lại khiến cho sắc mặt Nhiễm Tiểu Uyển trở nên đỏ bừng, cúi đầu thấp xuống, khóe mắt thì lại len lén liếc nhìn về phía gã thiếu niên tóc xanh đang bình tĩnh đứng cách đó không xa. Lời nói, hành động cùng vẻ mặt của cả hai người đều không tránh thoát khỏi ánh mắt của Hiểu Nguyệt tông chủ ở bên cạnh. Trong lòng nàng không biết suy nghĩ điều gì, cặp mày khẽ nhíu lại. Chương 164, Phù Loan Điện. Sau khi Triệu Phong bị thua, cuộc đua 4 trận thắng liên tiếp liền chính thức chấm dứt. Mặc dù rất nhiều người có chút nghi ngờ trận chiến bại của Triệu Phong, nhưng mà một khi bản thân Triệu Phong đã nhận thua rồi, những người khác cũng không thể nào lên tiếng được. Đại hội tranh đoạt Phù Loan sau khi trải qua 4 vòng chiến đã dần dần đi vào hồi kết. Bắc Mặc cùng Nhiễm Tiểu Uyển liên tiếp chiến thắng 4 trận, trực tiếp đạt được tư cách thí luyện, không cần tiếp tục tham gia chiến đấu nữa. Mà những đệ tử còn lại đều thông qua bài danh cuối cùng của các trận chiến quyết định các danh ngạch còn dư lại không bao nhiêu kia. Danh ngạch tham gia thí luyện lần này, 3 đệ tử chân truyền tham gia, mỗi người đã được cấp thẳng cho một danh ngạch. Tiếp theo, Bắc Mặc cùng Nhiễm Tiểu Uyển thông qua 4 trận thắng liên tiếp chiếm đi 2 cái danh ngạch nữa, cũng chính là nói đám người còn lại chỉ còn có 5 cái danh ngạch mà thôi. Triệu sư đệ, vừa rồi ngươi không dốc hết toàn lực, bỏ mất một cơ hội quý giá. Nếu như lại tiếp tục không dụng tâm nữa, lần thí luyện này có khả năng vô duyên với ngươi rồi. Dương Kiền thân là sư huynh, không thể không lên tiếng nhắc nhở Triệu Phong. Sư huynh yên tâm, Triệu Phong khẽ gật đầu. 3 vòng trận chiến kế tiếp, Triệu Phong cần phải cam đoan không thua bất cứ trận nào nữa, như vậy mới có khả năng 10 phần đạt được danh ngạch. Nhưng mà tình hình đã hoàn toàn nắm trong tay Triệu Phong. Ngoại trừ Bắc Mặc và Nhiễm Tiểu Uyển ra, những người khác căn bản không có ai có thể chống lại được hắn. Trận đấu vòng thứ 5, Triệu Phong vẫn như cũ một chiêu thắng lợi. Đối thủ là một đệ tử tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Giờ phút này, thực lực cường đại mà hắn thể hiện ra
lại làm cho toàn trường kinh ngạc một trận. Trận đấu vòng thứ 6, đối thủ của Triệu Phong không ngờ lại là Lâm Phàm. Ta nhận thua. Lâm Phàm không muốn tiêu hao thực lực ở trên người Triệu Phong, nên trực tiếp nhận thua. Trận đấu vòng thứ 7, đối thủ là Liễu Nguyệt Nhi. Tính uy hiếp gần như tương đương với Bắc Mặc cùng với Nhiễm Tiểu Uyển. Mọi người vốn tưởng rằng sẽ lại có một tràng chiến đấu phấn khích nữa, nhưng không ngờ Triệu Phong dùng công kích lôi đình, chỉ mất có 3 chiêu liền đánh bại Liễu Nguyệt Nhi, hoàn toàn nhẹ nhàng thong dong. Triệu Phong giành được cả 6 trận thắng lợi. Trong các đệ tử còn lại, bài danh đệ nhất, thực lực của Triệu Phong này hoàn toàn không thua kém Bắc Mặc và Nhiễm sư muội. Trận chiến vừa rồi, hắn quả thật là đã nhường nhịn Nhiễm sư muội. Ánh mắt Viên sư tỷ lóe lên, dương mắt nhìn Nhiễm Tiểu Uyển. Ta cũng không biết nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Tiểu Uyển đỏ bừng bừng, e thẹn bất an lắc đầu, trong cặp mắt hiện lên chút hơi nước, dường như đã chịu sự ủy khuất gì thật lớn vậy. Chuyện này không quan hệ gì tới Tiểu Uyển, Triệu Phong nhận thua cũng tránh cho khỏi xảy ra một trận đại chiến thảm thiết. Hiểu Nguyệt Tông chủ cực kỳ hợp thời lên tiếng. Lúc này trận đấu đã sắp đi đến kết cuộc, danh ngạch của Phù Loan thí luyện cơ bản là đã được xác định. Lần này trong đại hội tranh đoạt, chỉ có 7 người đứng đầu mới có cơ hội tham gia Phù Loan thí luyện. 7 danh ngạch này phân biệt là Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Triệu Phong, Liễu Nguyệt Nhi, Khổng Nguyên Hạo, Lâm Phàm và Trần Duyệt. Ngoại trừ người đệ tử tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong cuối cùng tên Trần Duyệt ra, những người còn lại Triệu Phong cũng đều tương đối quen thuộc. 3 gã đệ tử chân truyền, 7 gã đệ tử nội môn, tổng cộng 10 người sẽ tham gia vào Phù Loan thí luyện diễn ra vào 10 ngày sau. Dương Kiền, Tiền Thần, Lục Hổ, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Triệu Phong, Liễu Nguyệt Nhi, Khổng Nguyên Hạo, Lâm Phàm, Trần Duyệt, 10 người các ngươi sẽ có được cơ hội tham gia Phù Loan thí luyện 5 năm một lần. Thanh âm hùng hồn vang vọng không ngừng quanh quẩn trên quảng trường Trung Xu Điện. Đại hội tranh đoạt Phù Loan đến đây chính thức chấm dứt. Đại hội tranh đoạt Phù Loan cũng chỉ nhằm để xác định danh ngạch, mà kỳ ngộ chân chính thì lại là Phù Loan thí luyện. 10 ngày sau, 10 người các ngươi sẽ tập hợp ở nơi này. Thanh âm du dương hòa nhã của Hiểu Nguyệt Tông chủ vang lên quanh quẩn khắp toàn trường. Lời nói vừa dứt, khí tức cường đại của 5 vị cường giả chân linh cảnh nhất thời phá không mà đi. Đám người dần dần tản đi, rất nhiều người thất bại trong tranh đoạt danh ngạch, ánh mắt đều vô cùng ảm đạm. Không ngờ ta lại có cơ hội tham gia Phù Loan thí luyện. Lâm Phàm có cảm giác giống như đang trong giấc mộng, mặc dù ngày xưa hắn từng là đệ nhất nhân ngoại môn, nhưng mà tiến vào nội môn thời gian vẫn còn ngắn ngủi. Trên thực tế vốn dĩ không có hy vọng xa vời có thể tham gia vào Phù Loan thí luyện. Nhưng mà, gã thiếu niên tóc xanh ở bên cạnh, trong lúc vô tình hữu ý đã cải biến vận mệnh của hắn. Thông qua nhiệm vụ hình gia trang, Lâm Phàm đạt được một lần đại kỳ ngộ. Nhờ vào bước đệm này, hắn mới có thể nhanh chóng đột phá nhị trọng thiên thoát phàm cảnh như vậy. Ngay sau đó, Triệu Phong lại tặng cho hắn công pháp phàm phẩm thượng cấp, giúp hắn bù lại sự chênh lệch về mặt công pháp so với các đệ tử trưởng lão trong tông môn. Hơn nữa, cộng với thực lực và cố gắng của chính bản thân Lâm Phàm, hắn mới có thể có được cơ hội lần này. Lâm Phàm khẽ hít sâu một hơi, cũng không nói bất cứ lời nói cảm kích dư thừa nào, chỉ yên lặng nhớ kỹ phần ân tình này. Triệu Phong và Lâm Phàm một đường quay về chỗ ở của mình. Xa xa, còn có 2 người sóng vai mà đi, chính là Tiêu Vẫn và công chúa Vân Hương Mộng. Trong mắt Tiêu Vẫn lộ ra vẻ không cam lòng mãnh liệt, trong lòng lại cực độ mất cân bằng. Hắn hoàn toàn quên mất, ban đầu ngay cả chính hắn cũng đã biết chắc mình không có cơ hội đạt được tư cách thí luyện. Nhưng lúc này lại trơ mắt nhìn thấy 2 người bọn Triệu Phong mà trước đây mình từng ganh đua cao thấp, song song đạt được tư cách thí luyện, nói thế nào đi nữa cũng không thể bình tĩnh được. Mà công chúa Vân Hương Mộng thì lại thở dài sâu kín, trong lòng tràn ngập hối hận, nhưng cũng tự biết mọi chuyện đã muộn rồi. Nếu như nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo trì quan hệ thân thiết với Triệu Phong, nói không chừng hiện tại chính mình đã thay thế vị trí của Lâm Phàm rồi. Sau khi trở về chỗ ở, Triệu Phong và Lâm Phàm đều bế quan miễn tiếp khách, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho Phù Loan thí luyện sắp tới. Đến ngày thứ 5, đại trưởng lão cùng lúc gọi Dương Kiền và Triệu Phong đến nói chuyện. Triệu Phong biết, đại trưởng lão gọi 2 người mình đến, khẳng định là có quan hệ đến chuyện Phù Loan thí luyện. Phù Loan thí luyện của Hiểu Nguyệt Tông, mỗi 5 năm lại tổ chức một lần, đã từng trải qua rất nhiều lần rồi. Không chỉ có Vân Hải chân nhân, thậm chí ngay cả đại trưởng lão,
mấy chục năm trước đây cũng đã từng tham gia qua rồi. Cường giả chân linh cảnh tuổi thọ rất lớn, phần nhiều đều đạt tới hơn 300 tuổi, một vài người còn lâu hơn nữa. Đại trưởng lão đã hơn 100 tuổi, tất nhiên là hiểu biết rất nhiều về phù loan thí luyện. Các kỳ phù loan thí luyện trước đây, nội dung cụ thể đều không giống nhau, nhưng mà có một quy tắc vĩnh viễn không thay đổi. Đó là ở trong thí luyện thời gian càng dài, sẽ được phù loan điện xét cho thành tích càng cao. Đồng thời ở trong thí luyện sinh tồn càng lâu, kỳ ngộ đạt được cũng sẽ càng lớn hơn nhiều. Đại trưởng lão nói tóm lược một cách đơn giản. Sau khi Triệu Phong nghe xong, nhất thời có chút suy nghĩ, có thể nào xem như chính là so đấu thời gian sinh tồn hay không? Nếu như ở trong thí luyện kiên trì thời gian càng lâu, thành tích cuối cùng sẽ càng cao. Đúng vậy, đây chính là so sánh thời gian sinh tồn. Ai có thể ở trong thí luyện kiên trì càng lâu, kẻ đó sẽ chính là người chiến thắng cuối cùng. Đại trưởng lão lộ ra một tia tán thưởng. Đương nhiên, ở trên con đường thí luyện, các người cũng sẽ có thể gặp được sự hấp dẫn của một số kỳ ngộ. Những kỳ ngộ này thường xuyên kèm theo nguy hiểm nhất định. Nếu như có chút vô ý, sẽ lập tức bị đá ra khỏi thí luyện. Tất cả phải dựa vào năng lực nắm bắt cơ hội của chính các ngươi. Đại trưởng lão lại bổ sung thêm một câu, có quan hệ đến phù loan thí luyện. Đại trưởng lão cũng không giảng giải nhiều lắm, rất nhiều sự tình cũng đều là dựa vào thực lực, tiếp theo mới dựa vào ngộ tính. Sau khi cáo biệt đại trưởng lão, Triệu Phong lại quay về chỗ ở, hắn một phen đem những tình huống liên quan nói lại cho Lâm Phàm. Còn 4 năm ngày cuối cùng, Triệu Phong vẫn dốc lòng tu luyện công pháp, bởi vì Ngân Bích Quyết đã đạt tới tầng thứ 11. Cho nên tu vi tăng lên rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, tu vi của hắn đã gần tiếp cận nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Trong chớp mắt, 5 ngày cuối cùng đã trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, trời còn chưa sáng hẳn, 10 gã đệ tử đã sớm tập hợp trước Trung Su Điện. 10 người này cũng chính là 10 gã đệ tử tinh anh nội môn có danh ngạch tham gia phù loan thí luyện. Triệu Phong quét mắt nhìn lại, 10 gã đệ tử này đều lấy 3 gã đệ tử chân truyền làm trung tâm. 3 gã đệ tử chân truyền là Dương Kiền, Tiền Thần cùng Lục Hổ. Dương Kiền, bài danh thứ 2 trong hàng đệ tử chân truyền, tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, chính là nhân tuyển đứng đầu có thể tranh đoạt vị trí thủ tịch đại đệ tử. Lục Hổ, bài danh thứ 7 trong hàng đệ tử chân truyền, tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, am hiểu luyện thể. Tiền Thần, bài danh thứ 10 trong hàng đệ tử chân truyền, tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, là đệ tử chân truyền vừa mới tấn chức, mà người có thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ gì chính là Dương Kiền. Trong tông môn có rất nhiều cao tầng, bao gồm cả đại trưởng lão trong đó, đều kỳ vọng vào Dương Kiền rất cao, thậm chí còn có người phỏng đoán, thành tích của Dương Kiền ở trong thí luyện, có khả năng sẽ đuổi kịp thành tích của Vân Hải chân nhân, cao nhất trong vòng 100 năm trở lại đây của Hiểu Nguyệt Tông. Tiếp theo là Bắc Mặc, mặc dù cũng không có xếp vào hàng ngũ đệ tử chân truyền, thế nhưng hắn cũng nhận được sự xem trọng của không ít cao tầng trong tông môn. Đứng trong đám người, Lâm Phàm có chút lo lắng không yên. Những đối thủ cùng tham gia thí luyện đợt này gần như ai nấy cũng đều mạnh hơn so với chính mình. Triệu sư đệ, vị Dương sư huynh kia của ngươi ở trong thí luyện này có khi nào sẽ chiếu cố ngươi một chút không? Lâm Phàm truyền âm hỏi. Sẽ không đâu, Triệu Phong dứt khoát lắc đầu. Phù loan thí luyện đối với mỗi một đệ tử mà nói đều là kỳ ngộ duy nhất trong cả cuộc đời. Mỗi một người có cơ hội tiến vào thí luyện đều sẽ dốc hết toàn lực mà tranh thủ cơ hội. Một khi tiến vào thí luyện, Dương Kiền sẽ tranh thủ mọi khả năng giành được thành tích cao nhất. Hơn phân nửa sẽ không có thời gian để mà chiếu cố Triệu Phong. Theo như lời đại trưởng lão nói, trong thí luyện, kỳ ngộ lớn, đồng thời tính nguy hiểm cũng rất cao. Chỉ thoáng có chút vô ý, cho dù tu vi cao tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh, cũng chưa chắc bình yên vô sự. Tại sao ngươi không lo lắng chút nào vậy? Lâm Phàm nhìn bộ dáng chấn định tự nhiên của Triệu Phong, không khỏi có chút bội phục. Triệu Phong thoáng mỉm cười một tiếng, cũng không có trả lời. Sau khi hiểu được bản chất của phù loan thí luyện này, hắn ngược lại không hề lo lắng gì. Có sự trợ giúp của mắt trái thần bí, trong thực chiến, hắn có được năng lực quan sát tình thế cực kỳ cường đại. Khả năng sinh tồn rất cao, so sánh thời gian sinh tồn hay sao? Trong lòng Triệu Phong khẽ cười lạnh, từ chỗ mắt trái truyền ra một tia khí tức nóng bỏng. Dường như có chút dục dịch muốn động, vù vù vù. Mấy luồng khí tức chân linh cảnh vô cùng cường đại phá không mà đến, phiêu phù trên không trung của Trung Su Điện. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy tông chủ,
Đại trưởng lão cùng với ba vị trưởng lão khác đang phiêu phù đối diện với Phù Loan Điện. Xoèn xoẹt, bốn phía xung quanh Phù Loan Điện vờn quanh một mảnh điện quang màu xanh. Huyền phù bên trong Phong Vũ Lôi Điện trên bầu trời, khiến cho người ta có một loại cảm giác như đặt mình vào thế giới thần thoại vậy. Triệu Phong nhạy cảm phát hiện ra, lực lượng điện mang bốn phía xung quanh Phù Loan Điện đã cường thịnh gần như đến cực hạn. Lực lượng ẩn chứa trong đó dường như đã đạt tới trạng thái bão hòa. Mở ra, đại trưởng lão quát lớn một tiếng, lòng bàn tay phát ra một luồng chân linh lực mênh mông. Mắt thường chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh dài như dòng sông. Phun trào mà ra, rót thẳng vào trong Phù Loan Điện, nháy mắt sau đó, tông chủ cùng với ba vị trưởng lão khác đều đồng loạt ra tay. Lực lượng chân linh cường hoành, chấn động phong vân, khí chuyển sơn hà lần lượt dung nhập vào Phù Loan Điện. Năm đại cường giả chân linh cảnh nhất tề ra tay, khiến cho Phù Loan Điện thần bí ầm ầm chấn động, điện mang bốn phía càng phát ra dày đặc hơn. Cuối cùng, tất cả điện mang đều đan xen vào một chỗ, dưới sự dẫn nhập của năm vị cường giả chân linh cảnh. Dung nhập thẳng vào trong bản thể của cổ điện màu xanh nhạt. Oanh oanh, mọi người chỉ cảm thấy hư không bốn phía của Phù Loan Điện mơ hồ chấn động. Triệu Phong âm thầm thúc giục mắt trái, bắt giữ được một tầng gợn sóng trong suốt, lấy Phù Loan Điện làm trung tâm dung nhập vào không gian bốn phía xung quanh. Mắt trái của hắn, khi mở ra liền có thể xuyên thấu qua bịt mắt, nhìn thấy được những vật thể bên ngoài. Chẳng qua năng lực cũng bị giảm xuống một mức độ nhất định. Nhưng mà Triệu Phong vẫn có thể nhìn ra được, năm vị cường giả chân linh cảnh này mượn dùng trận pháp thượng cổ của bản thân Phù Loan Điện, mới có thể khai mở ra được tòa cổ điện thần bí này. Nếu không, chỉ bằng vào đám điện mang bốn phía xung quanh cổ điện kia, cũng đủ diệt sát được các cường giả chân linh cảnh kia rồi. Kéo dài trong chốc lát, ngay chính diện của Phù Loan Điện đột nhiên oanh lên một tiếng, mở ra một phiến đại môn, bên trong hoàn toàn là một mảnh trắng xóa. Ngay cả mắt trái của Triệu Phong cũng không thể nhìn thấu vào được trong đó. Phù Loan Điện mở ra rồi, mọi người nhất thời cảm thấy hưng phấn. Tại lối vào cánh cửa trắng xóa của Phù Loan Điện, đột nhiên hiện ra một dãy bậc thang màu xanh nhàn nhạt. Năm đại cường giả chân linh cảnh đứng ở trên bậc thang màu xanh, ý bảo mọi người ở dưới đi lên. Vù vù vù, 10 gã đệ tử tinh anh thân là cường giả thoát phàm cảnh, nhất thời thúc giục chân lực, lăng không hư độ. Phóng vọt lên trên bậc thang của Phù Loan Điện. Đứng ở trên bậc thang, Triệu Phong liền cảm nhận được một luồng khí tức cổ lão xa xưa. Mà lối vào đại điện lúc này đã là một màn trắng xóa. Chương 165, Hắc Kim Cự Quái. Trên bậc thang lối vào Phù Loan Điện, trong 10 đệ tử tinh nhuệ, từng người đứng đó. Tông chủ cùng với 4 vị trưởng lão, vừa mới dốc sức mở ra Phù Loan Điện, khí tức nhìn qua có chút suy yếu. Năm cường giả chân linh cảnh ngồi xếp bằng điều tức, tọa trấn ở trên bậc thang lối vào. Trong lúc điều tức, ánh mắt của bọn họ đồng dạng cũng rơi lên trên người 10 gã đệ tử tinh nhuệ. Trong ánh mắt đều biểu lộ mấy phần chờ mong. Hiểu Nguyệt tông chủ vẫn như cũ đoan trang thánh khiết, khẽ mỉm cười gật đầu một cái với Nhiễm Tiểu Uyển, mang theo một tia cổ vũ nhàn nhạt. Sắc mặt đại trưởng lão bình thản, nhìn về phía Dương Kiền và Triệu Phong, đặc biệt đối với Dương Kiền, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Ba vị trưởng lão còn lại, Tiết trưởng lão, Vân Hải chân nhân, Lục Nguyệt mỗ mỗ cũng đều nhìn về phía vị đệ tử đại biểu của chính mình tham gia Phù Loan thí luyện lần này. Triệu Phong mơ hồ nhận thấy được, lần Phù Loan thí luyện này thực chất chính là một lần so đấu thế lực cùng với đệ tử của các vị trưởng lão bên trong tông môn. Trong đám người này, Tuyền Thần, một trong 3 đệ tử chân truyền, trong ánh mắt chợt lóe lên lệ mang, lạnh lùng liếc nhìn về phía Triệu Phong. Từ sau khi nhiệm vụ hình gia trang chấm dứt, Triệu Phong bái làm môn hạ của đại trưởng lão. Trong lòng Tiền Thần mãi cũng không thể nào tiêu tan đi ngụm ác khí trong lòng kia. Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc cũng đợi được đến cơ hội lần này. Phù Loan thí luyện, Phù Loan thí luyện, kỳ ngộ cùng tồn tại với hung hiểm. Trong các kỳ thí luyện trước đây, cũng thường xuyên xảy ra tình huống thương vong chân chính. Quan trọng hơn nữa chính là các cường giả chân linh cảnh bên ngoài Phù Loan Điện căn bản cũng không thể nào dò xét được tình cảnh phát sinh bên trong thí luyện. Ông, lối vào của Phù Loan Điện đột nhiên lóe lên một trận lôi điện. Cái lối vào trắng xóa kia, đột nhiên xuất hiện một cái cửa ánh sáng màu xanh dài rộng cỡ chừng hơn 10 trượng. Sau khi xuất hiện chừng mấy hơi thở, cửa ánh sáng màu xanh liền ổn định trở lại. Lối vào đã ổn định rồi. Sau khi tiến vào đủ 10 người, lối vào sẽ tự động đóng lại. Thí luyện chính thức bắt đầu, đại trưởng lão nhắc nhở nói.
vụt, vụt, mọi người lĩnh ngộ, đều thi triển ra thân pháp, hóa thành từng đạo hư ảnh, tàn ảnh, phóng vọt vào trong cửa ánh sáng màu xanh. Vụt, ngay khoảnh khắc bay xuyên qua cửa ánh sáng màu xanh, Triệu Phong chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại lan truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, mọi người liền hiện thân ở trong một mảnh không gian có chút u ám. Dưới chân là một con đường thuần màu hắc kim, độ rộng chừng 10 trượng. Dọc hai bên con đường hắc kim này chính là vực sâu vô tận. Bên dưới không ngừng bốc lên từng trận cương phong mãnh liệt. Uy lực đủ có thể phân kim toái thiết, uy hiếp cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Trong phiến không gian u ám như vậy, cho dù là mọi người đều đã đạt tới thoát phàm cảnh, thân thể trải qua lột xác, có năng lực nhìn xuyên bóng tối nhất định, nhưng tầm nhìn cũng có những hạn chế nhất định. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Triệu Phong. Trong không gian u ám này, ảnh hưởng đối với hắn chính là cực nhỏ. Vì sao không thể cử động được? 10 gã đệ tử tinh nhuệ, thân thể hoàn toàn tê dại cứng ngắc, cảm giác không thể khống chế được thân thể. Vù vù vù, bên trong không gian u ám đột nhiên xuất hiện một chút quang điểm, hóa thành 10 tấm lệnh bài cổ pháp có chút trong suốt. Phốc một tiếng liền dung nhập vào trong thân thể mọi người. Đồng thời, trong đầu mọi người chợt vang lên một trận thanh âm cứng nhắc. Phù Loan thí luyện chính thức bắt đầu. Phù Loan lệnh đã dung nhập vào thân thể các ngươi, sẽ dùng để tính toán thành tích thí luyện về sau. Đối với những cái này, trước khi mọi người tiến vào Phù Loan điện, đã được trưởng bối thông báo tình hình, quy tắc của thí luyện, thời gian kiên trì càng lâu, thành tích càng tốt, thứ tự thông quan cùng với biểu hiện trên đường cũng đều sẽ ảnh hưởng đến thành tích thí luyện. Thành tích thí luyện sẽ quyết định phần thưởng cuối cùng. Thanh âm máy móc cứng nhắc kia phảng phất như là một cái quy tắc được sắp đặt trước. Lúc này, Triệu Phong cảm giác được cảm giác tê dại lan truyền toàn thân kia đang dần dần biến mất. Thân thể đã có thể cử động rồi. Cửa thứ nhất, Thâm Uyên Tử Vong Lộ. Thời gian 3 ngày, thanh âm đông cứng kia nói xong một câu cuối cùng, liền biến mất không thấy nữa. Mọi người đều đứng trên con đường hắc kim, nhất thời có chút chẳng biết làm sao. Con đường hắc kim, chất liệu cứng rắn, có một loại cảm xúc lạnh lẽo nhàn ngạt. Với thực lực của mọi người, căn bản khó có thể làm nó hư tổn chút nào. Dọc hai bên con đường là vực sâu vô tận, cương phong không ngừng gào thét, lại tùy thời biến hóa bất định, cơ hồ là không có quy luật nào cả. Triệu Phong âm thầm phân tích, nếu như kích động nhảy vào trong vực sâu, ngoại trừ 3 đệ tử chân truyền có thể chống cự được trong khoảng thời gian ngắn, những người còn lại chỉ sợ sẽ bị cương phong thổi nát thành phấn vụn. Địa phương an toàn duy nhất chỉ có con đường hắc kim này thôi. Đột nhiên chẳng biết vì sao, sống lưng Triệu Phong phát lạnh, cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình từ phía sau truyền đến. Rầm, 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 từ phía sau, trong bóng tối của con đường hắc kim chợt truyền đến tiếng vang kinh tâm động phách. Đồng thời cũng truyền đến một cỗ khí tức áp lực mạnh kinh khủng. Đó là cái gì? Cả đám đệ tử thí luyện, bao gồm cả 3 đệ tử chân truyền trong đó cũng đều quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ chuyển động mà thôi. Ông trời ơi, Triệu Phong vừa nhìn về phía sau, tâm thần nhất thời chấn động, lộ ra một tia hoảng sợ vô cùng. Đi, Triệu Phong không nói hay lời, khẽ truyền âm cho Lâm Phàm, sau đó hướng về phía trước của con đường hắc kim mà phóng chạy đi. Lâm Phàm căn bản không chút nào hoài nghi, lập tức nghe theo lời Triệu Phong, trực tiếp bỏ chạy. Đám người tiền thần trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng thanh âm bước chân nặng nề từ phía sau truyền đến kia lại càng ngày càng gần hơn. Cỗ khí tức khủng bố vô hình kia khiến cho tất cả bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn, khí huyết ngưng trệ. Trong đám người còn lại có thêm 2-3 người dựa vào trực giác cũng làm theo Triệu Phong hướng về phía trước phóng chạy. Rầm rầm, trong bóng tối vô tận phía sau đột nhiên đi ra một đầu cự quái toàn thân một màu hắc kim, chiều cao gần 10 trượng, hai tròng mắt ẩn hiện một đạo u quang, tựa hồ đang mở mắt ra, quang mang cũng theo đó càng ngày càng thịnh hơn. Phía sau lưng hắc kim cự quái còn dang rộng một cặp cánh kim trúc, toàn thân vờn quanh một tầng quang lưu xanh nhạt, bao phủ một phạm vi chừng 10 trượng xung quanh. Đó là loại quái vật gì? Trong lòng mọi người nhất thời rung động, mọi người chạy mau. Khí tức của đầu hắc kim cự quái này có thể so sánh với cường giả chân linh cảnh. Dương Kiền kinh hô một tiếng, cho dù cường đại như hắn, tu đã đạt tới ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, nhưng mà đối mặt với cấp bậc chân linh cảnh, vẫn như cũ không chút năng lực hoàn thủ. Bất luận kẻ nào ở nơi này đối mặt với hắc kim cự quái, căn bản chỉ có duy nhất một kết quả, bị miễu sát. Về điểm này,
Dương Kiền căn bản không chút hoài nghi, mà Triệu Phong lại càng không chút nghi ngờ. Thị lực của Triệu Phong chính là tốt nhất, đầu tiên liền nhìn thấy rõ ràng hư thật của Hắc Kim cự quái. Bởi vậy liền không chút do dự bỏ chạy, chạy thẳng về phía trước, căn bản không có đường lui. Phía sau là Hắc Kim cự quái hoàn toàn có thể miễu sát mọi người. Hai bên là vực sâu với từng trận cương phong gào thét. Chỉ có duy nhất một đường sống mà thôi. Vù vù vù, tốc độ của ba đệ tử chân truyền chính là nhanh nhất. Thúc dục chân lực, chỉ trong chớp mắt đã chạy thẳng về phía trước. Một phen bỏ qua luôn cả Triệu Phong cùng với Lâm Phàm. Sắc mặt Lâm Phàm đại biến, lại không thể làm gì được. Trong số 10 đệ tử tham gia thí luyện, ba đệ tử chân truyền là có tu vi nội tình thâm hậu nhất. Rầm, 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 tiếng bước chân nặng nề ở phía sau vẫn không ngừng dồn dập đều đều vang lên. Thoạt nhìn, Hắc Kim cự quái chính là bước đi từng bước, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Mỗi một bước đi tới, cũng đều vượt qua khoảng cách chừng 10 thước. Tiếng bước chân nặng nề, khí tức khủng bố có thể so sánh với chân linh cảnh, khiến cho mọi người nhất thời kinh tâm động phách, nội tâm lan tràn sự sợ hãi. Một khi bị đầu quái vật này đuổi kịp, tất cả mọi người đều sẽ bị miễu sát. Tiền thần nhất thời kinh hoàng không thôi. Trong tình thế tuyệt cảnh như thế này, hắn làm gì còn tâm trí để mà tính kế Triệu Phong nữa. Tuyệt cảnh, tử vong tuyệt cảnh, thần kinh mọi người nhất thời căng thẳng, toàn lực phóng chạy. Triệu sư đệ, tại sao ngươi không chạy nhanh lên? Lâm Phàm và Triệu Phong sóng vai phóng chạy, chợt phát hiện tốc độ của Triệu Phong vẫn giữ đều đều. Không nhanh không chậm, ánh mắt Triệu Phong sắc bén, sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía sau, thấp giọng nói, huynh không có nghe hay sao? Cửa thứ nhất, Thâm Uyên tử vong lộ, có thời gian 3 ngày. Lâm Phàm thoáng dùng mình một cái, sắc mặt chợt đại biến, hít thật mạnh một ngụm khí lạnh, huynh có thể duy trì tốc độ cao nhất suốt thời gian 3 ngày không? Sắc mặt Triệu Phong bình tĩnh, nói, không thể, nếu duy trì tốc độ cao nhất, ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được 2 canh giờ mà thôi. Lâm Phàm lắc đầu, nếu như thi triển thuật khinh thân với tốc độ cao nhất, tốc độ của thoát phàm cảnh hoàn toàn có thể đạt tới tốc độ cực nhanh, gấp mấy lần một con tuấn mã toàn lực phóng đi. Nhưng mà, duy trì tốc độ cao nhất phóng chạy, tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng mà ở cửa thứ nhất, lại có tới thời gian 3 ngày. Phù Loan thí luyện sẽ không thật sự phái ra một đầu quái vận chân linh cảnh chân chính đi đuổi giết chúng ta. Nếu không, huynh cho rằng chúng ta thật sự có cơ hội chạy trốn hay sao? Triệu Phong tiếp tục hỏi. Không có cơ hội, Lâm Phàm không chút do dự trả lời. Đối mặt với cường giả chân linh cảnh, mọi người căn bản là không có lực phản kháng. Nếu như 10 người đứng cùng một chỗ, cường giả chân linh cảnh chỉ cần một chiêu là có thể miễu sát toàn bộ. Hắc Kim cự quái ở phía sau, tốc độ vẻn vẹn chỉ là tiếp cận cường giả nhị trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường mà thôi. Chúng ta chỉ cần bảo trì tốc độ nhanh hơn nó một chút, không bị đuổi theo kịp là được. Tiết kiệm lại thể lực, kiên trì suốt 3 ngày mới chính là biện pháp tốt nhất thông qua cửa thứ nhất. Triệu Phong nhàn nhạt nói ra đáp án. Thị lực của hắn tốt nhất, đối với tốc độ của Hắc Kim cự quái có thể đánh giá rõ ràng. Lại liên tưởng đến hạn chế ở cửa thứ nhất, liền có thể đưa ra sự phỏng đoán này. Các phương diện của Hắc Kim cự quái này cũng đều có thể so sánh với chân linh cảnh. Chỉ có một hạn chế duy nhất, đó chính là tốc độ. Tốc độ chỉ tiếp cận nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Cái này so với tốc độ của bất cứ người tham gia thí luyện nào, cũng đều chậm hơn một chút. Hóa ra là như vậy. Lâm Phàm vội vàng khống chế tốc độ, nhằm để tiết kiệm thể lực. Đồng thời hắn cũng không khỏi cảm thấy kính phục đối với gã thiếu niên còn nhỏ hơn mình rất nhiều này. Sự bình tĩnh, phân tích thấu đáo mọi chi tiết của Triệu Phong đã đạt tới mức độ căn bản không thể tưởng tượng nổi. Rầm, 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 tiếng bước chân nặng nề ở phía sau lưng cũng dần dần nhỏ đi. Hai người Triệu Phong bảo trì tốc độ di chuyển chỉ nhanh hơn một chút so với Hắc Kim cự quái. Theo thời gian trôi qua, cho dù tốc độ chỉ nhanh hơn một chút, thì khoảng cách cũng sẽ dần dần được kéo dài ra. Mấy canh giờ sau đó, vù, vù, trên con đường Hắc Kim phía trước, Khổng Nguyên Hạo cùng với Liễu Nguyệt Nhi đang ngồi tại chỗ điều tức. Dùng tốc độ nhanh như vậy phóng chạy, bọn họ tiêu hao thể lực rất lớn. Hai người các ngươi chạy chậm như vậy, không ngờ lại không có bị Hắc Kim cự quái đuổi kịp. Trong ánh mắt mỏi mệt của Liễu Nguyệt Nhi hiện lên vẻ giật mình. Nói, ha ha, tốc độ của chúng ta chỉ cần nhanh hơn so với đầu Hắc Kim cự quái kia một chút mà thôi. Như vậy đã đủ rồi. Không bao lâu nữa, cái tên to con kia sẽ đuổi tới đây đó. Triệu Phong khẽ mỉm cười,
Thoáng tạm dừng một chút, hắn lại cùng Lâm Phàm sóng vai chạy đi, bảo trì tốc độ không nhanh không chậm, phảng phất là đang ngắm cảnh ven đường vậy. Vậy cũng được sao? Liễu Nguyệt Nhi cùng với Khổng Nguyên Hạo liếc mắt nhìn nhau. Bộ dáng có chút không tin, nhưng mà chỉ mấy hơi thở sau, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề đòi mạng quen thuộc. Chạy mau, hai người lại gặp lại thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối phía sau xuất hiện. Lại cảm nhận được khí tức khủng bố khiến khí huyết toàn thân ngưng trệ kia. Cửa thứ nhất thí luyện, Thâm Uyên Tử Vong Lộ, thời hạn là 3 ngày. Thời gian nửa ngày trôi qua, đám đệ tử thí luyện phóng chạy chối chết về phía trước. Không mất bao nhiêu thời gian, thể lực và nguyên khí đã tiêu hao cực lớn. Tuy rằng tất cả mọi người cũng đều mang theo linh đan. Linh dịch có khả năng bổ sung nguyên khí cùng thể lực. Nhưng sự hao tổn về mặt thân thể, tinh nguyên lại không thể hoàn toàn khôi phục được. Còn nữa, các loại linh đan, linh dịch có khả năng khôi phục thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn thì có hiệu quả không tệ. Nhưng nếu sử dụng dài lâu thì cũng không phải biện pháp tốt. Triệu Phong và Lâm Phàm chính là người nhanh nhất phát hiện ra quy luật của Hắc Kim Cự Quái. Khống chế tốt tốc độ và thể lực của mình, dùng mức tiêu hao nhỏ nhất đổi lấy hiệu quả lớn nhất. Những đệ tử còn lại, toàn lực phóng chạy đi một hồi, dừng lại nghỉ ngơi. Kết quả vừa mới khôi phục được chút tinh lực, thì đầu Hắc Kim Cự Quái phía sau lại đuổi theo tới nơi. Đương nhiên, mọi người cũng đều không phải là kẻ ngốc, dần dần phát hiện ra quy luật của Hắc Kim Cự Quái. Liền có được sách lược tương ứng, Thâm Uyên Tử Vong Lộ. Ngày thứ hai, một vài đệ tử thí luyện đã cảm thấy mệt mỏi. Dù sao Hắc Kim Cự Quái cũng chẳng biết mệt mỏi, mà mọi người đều là thân thể huyết nhục, cần phải nghỉ ngơi và bổ sung. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong phát hiện ra trong vực sâu hai bên con đường Hắc Kim, cảnh tượng đã có chút biến hóa. Ở giữa không trung của vực sâu u ám, thỉnh thoảng lại xuất hiện một ít tảng đá lớn trôi nổi giữa không trung. Ở trong các trận cuồng phong phiêu phù, cũng không có rơi xuống. Lúc mới bắt đầu, Triệu Phong còn không nhìn rõ. Mãi về lúc sau, hắn phát hiện trên một tảng đá lớn trôi nổi kia, có một căn nhà gỗ có chút tồn tại. Bên trong đang đặt một bộ hài cốt. Bộ hài cốt bên trong căn nhà gỗ kia, niên đại tồn tại hẳn đã rất lâu. Toàn thân phát ra một tia quang mang yếu ớt. Bên cạnh còn đặt một vài vật vụn vặt, một đống nguyên tinh thạch, một thanh kiếm tổn hại, một khối ngọc bội, cùng vài quyển sách cổ. Ba đệ tử chân truyền chạy phía trước đang dừng chân ở nơi này, quan sát căn nhà gỗ kia. Hết chương 160 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.